Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là một cái chủ đề là các cái chi tiết cũng như các cái tên gọi trong bộ vì sàn của phần mái từ đường các bạn nhé. Hôm nay công ty chúng tôi đang thi công, thiết kế và thi công trọn gói toàn bộ một công trình cho Ấn Độ ở khu vực Hưng Hà, Thái Bình. Thì bên cạnh tôi đây thì là anh Tiến, là kỹ thuật của công ty, là cũng là một nghệ nhân của công ty, thì anh Tiến để chia sẻ với các bạn là cái tên gọi của toàn bộ cái bộ vì xà này là từ dạ, trên vâng. xuống dưới đi. Vâng. Bây giờ tôi sẽ chỉ đâu anh đọc tên đến đấy nhá. Dạ vâng. Vâng. Đây anh chỉ anh đọc tên cho mọi người cái này. Đây là thượng lương ấy. Đấy. Vâng. Hay gọi là long cốt. Dạ vâng, thượng lương. Như nhau thôi. Dạ vâng. Vâng. Tiếp đến vâng. Cái, là, cái chi tiết này. Vâng, đây là đấu dép. Đấu dép. Vâng. Đấu dép tại sao gọi đấu dép các bạn biết không? Bởi vì ngày xưa đế dép của các cụ thì kiểu vát vát như thế này. Đấy. Tiếp đến cái chi tiết trang trí này. Vâng, chi tiết này là đấu sen. Đấu sen đúng không ạ? Vâng. Tiếp đến cái và đây sẽ xà là dài như này. Dạ vâng, đây là câu đầu thượng. Câu đầu thượng. Vâng. Rồi tiếp đến lại đấu sen hai ba. Tiếp đến hai đấu sen. Thì đây nó gọi là toàn bộ hệ là chi tiết dưới gọi là hệ trồng giường. Vâng, trồng giường. Thì anh có thể giải thích mọi người tại sao gọi là trồng giường không? Trồng giường bởi vì đây nó rất giống như từng cái một giường lên là mình cứ trồng từng bậc một lên ấy. Vâng. Và nó dần 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 lên. Vâng. Giường ngày xưa hay gọi là gì ạ? Hệ xà giường. Không phải là giường giường ngủ cũng mà nhá. Giường là giờ rê đấy. Vâng, anh chia sẻ tiếp cái vâng. thanh này. Đây là câu đầu. Vâng. Vâng. Câu đầu đúng không? Vâng, câu đầu. Vâng. Đây là câu đầu thượng, đây là câu đầu. Vâng. Vâng. Còn tiếp đến đây ạ. Đây là giường chữ thọ. Giường chữ thọ. Vâng. Vì sao lại gọi là giường đây thọ? Thì đây mai kia có chữ thọ đây, em sẽ cắt chữ thọ ở đây cái trụ này. Vâng. Trụ này có chữ thọ đây thì vâng. gọi là giường chữ thọ. Hai bên cân đối nhau vâng. các bạn. Hai bên rất và tiếp đến bên dưới này ạ. Vâng, đây là câu đầu hạ. Câu đầu hạ. Vâng, đây là cái dưới phần câu đầu này. Vâng. Tiếp đến chi tiết này ạ. À, đây là cột trốn ạ. Vào cột trốn. Tiếp đến cái này ạ. Vâng, các này là các hai cái giường nhánh. Giường nhánh, hai cái giường nhánh. Vâng, giường nhánh. Vâng. 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 Thì như vậy là các bạn đã nắm được một số những cái tên gọi mà thực chất nó phải là chuyên môn hoặc là những người mà chuyên làm thi công từ đường giống như công ty chúng tôi thì mới nắm bắt được. Thực chất là các bạn chỉ cần hiểu như vậy thôi. Đấy, để gì ạ? Chúng ta có một cái khái niệm, chúng ta có một cái hiểu biết sơ bộ trước khi mà chúng ta tiến hành thi công từ đường hoặc nhà thờ họ cho công trình là chúng ta. Thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video chia sẻ tiếp theo về kỹ thuật thi công từ đường. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều các cái video clip chia sẻ kỹ thuật thi công từ đường hơn nữa nhé. Xin chào.